lịch sử, chuyện giả sử về các danh nhân Việt Nam. Tác giả, nhiều tác giả, người đọc Trân Châu. Lý Thường Kiệt, phần B. Trận đánh đột nhiên nổ ra và kết thúc nhanh chóng. Thầy giặc Tông nằm ngổn ngang khắp trên hàng rào chiến lý dưới bãi đất ven sông. Hàng chục chiếc bè ghép tạm dự chở quân giặc vượt sông, giờ nằm giật giờ sặc me nước. Bọn tùy tướng Tống Triều thấy mùa hè đã sắp tới mà vẫn chưa qua nổi sông Cầu, đã cố gắng thuyết phục được chủ tướng Quách Quỳ lao một canh quân nữa sang sông, đánh thông một lần nữa con đường máu tiến về kinh đô Đại Việt. Nhưng quân ta đã kìm ngay chúng lại ở bến sông và diệt sạch, không còn một móng. Chưa bao giờ quân ta lại xuất trận dũng mãnh đến thế. Tình bao giặc vượt sông tiến công vừa đưa về đến liều trận của Lý Thường Kiệt, và vị nguyên soái Lý Triều vừa điều bát tướng sĩ cao quân ra bến sông trợ chiến, thì lực lượng quân quan canh phòng chiến thủy đã tự lực cả phá quân giặc rồi. Trên bến sông, Lý Thường Kiệt gặp lại người thợ mộc phường Thái Hòa. Ngọn giáo dài của người dân binh trong lúc xung sát đã bị gãy làm đôi, cán nằm lại trong tay chủ, còn mối thì vẫn ghim ở ngực một tên giặc nằm dưới chân lũy. Người lính già một tay cầm cây giáo gãy, một tay nắm thanh kiếm chua ngà vừa cướp được của một tên tùy tướng giặc. Phần chân nói với Lý Thường Kiệt: "Bẩm nguyên soái, quân ta quả là có thần nhân giúp rạp thật. Chẳng thế mà hôm nay một địch mười mà vẫn không núng." Lý Thường Kiệt khẽ mỉm cười hỏi: "Thần nhân nào?" "Bẩm nguyên soái, người không nghe thấy sao? Tất cả anh em chúng tôi ở đây đều nghe rõ tiếng thần sông trong miếu truyền thơ đêm trước. Giọng thơ vang như sấm động, nhắc đi nhắc lại đến mấy lần. Quần tông bên kia cũng nghe thấy, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi mất mật." Người lính già nói một hơi dài, Lý Thường Kiệt vẫn giữ nụ cười trên khóe miệng: "Bài thơ như thế nào?" "Dạ, anh em chúng tôi ở đây đều báo nhau học thuộc cả. Thơ thần chỉ có bốn câu như thế này." Ông già hăm hở đọc lại một lượt bài thơ Sông Núi Nước Nam. Nghe lại chinh thơ của mình qua giọng đọc sôi nổi của người lính vừa lập chiến công, Lý Thường Kiệt cũng thấy xúc động dạt dào. Vị nguyên soái Lý Triều bảo người lính già cùng tuổi cùng quê với mình: "Quân ta có những người hăng hái dũng mãnh đánh giặc giữ nước như ông, thì có khác gì được thần giúp." Lý Thường Kiệt chưa dứt lời thì trên bờ sông, tiếng thét lớn như hôm đi thị sát ông đã gặp lại bỗng dội cao trên mặt nước: "Này quân ăn cướp, có giỏi thì dẫn khác sang đây làm keo nữa đi." Đó chính là người lính trẻ Dùng Hải Đông. Lý Thường Kiệt và người thợ mộc phường Thái Hòa cùng quay nhìn ra dòng sông Cầu đang cuồn cuộn trôi xuôi những xác giặc. Bên trận quân Tông văng lặng như tờ, nhìn cảnh ấy Lý Thường Kiệt nghĩ đến những đòn cuối cùng của trận đánh. Mà nhân đà phấn chấn này của quân sĩ, ông sẽ cho phóng ra sớm hơn dự tính. Không khí trung gian lều trận của vị nguyên soái Lý Triều bỗng trở nên căng thẳng khác thường. Hai chiếc bàn nhỏ kê gần hai bên cửa lều, túm tụm những tùy tướng chuyên trách các việc truyền tin và phát lệnh. Quân Tây Tạc nổi dài hai dải từ đây ra ngoài, sẵn sàng chạy hiệu. Đám thân quân hộ vệ chủ tướng xúm xích trước cửa lều trận và phía sau thủ túc của những đô tướng mà Lý Thường Kiệt đã cất cả về các cánh quân đang giấu kín trong miền, cũng túc trực để sẵn sàng mang lệnh từ nơi lều trận của Lý Nguyên Soái về các nơi đóng quân của các đô tướng. Chính giữa gian lều trận, hoài nghiêm trong bộ giáp trụ sang loan, Lý Thường Kiệt ngồi thẳng người trên chiếc ghê trải da cọp. Chiếc kỹ thấp đặt vừa tầm tay phải, lô nhô những ống lĩnh tiễn, mỗi ống mang một loại thẻ tre có dấu son khác nhau để tiện đánh dấu những hiệu lệnh tiến lui công thủ của vị chỉ huy tối cao trong loạt trận đánh sắp mở màn. Với sao vạn chiến binh dưới trướng, Lý Thường Kiệt đã cân nhắc nát óc để có thể giáng những đòn trí mạng vào đại quân Tống Triều trong hiệp này. Lũ quân xâm lược ở bên kia sông đã dồn lực lượng của chúng thành hai cụm, một ở trước Thị Cầu do chính chủ tướng Quách Quỳ chỉ huy, một ở trước Như Nguyệt do phó tướng Triệu Tiết chỉ huy. Suy đi tính lại, Lý Thường Kiệt đã quyết định nhằm chính vào cánh quân Triệu Tiết này để hạ một đòn trời giáng, tạo một chấn động toàn bộ cho đại quân Tống Triều. Muốn vậy phải làm cho Triệu Tiết bị bất ngờ trong sự trễ trạng phòng ngự của hắn, và tốt hơn nữa thì hút bớt được cả lực lượng của hắn đi. Như thế thì tuy đánh đòn chủ động nhưng sẽ chỉ dùng được kỵ binh ở Như Nguyệt, còn chính binh thì sẽ chống dông cờ mở tấn công vào quân danh Quách Quỳ ở phía Thị Cầu. Trong lúc quân Tống dồn cả vào chỗ mà chúng tin chắc là chính trận như thế, kỵ binh sẽ bất ngờ ra quân đánh đòn chính ở Như Nguyệt.
Sự biến hóa kỳ ảo của binh pháp như thế, chắc chắn bọn Quách Quỳ Triệu Tiết sẽ không thể lường được. Người lính Tế Tác đầu tiên từ phía thị cầu chạy tin về liều trận của nguyên sứ Lý Triều đã đưa tin tức tới trước cửa. Lý Thường Kiệt chông tay lên thành ghế, nhóm người về phía trước nghe một viên tùy tướng báo lại. Các hoàng tử Hoàng Chân và Chiêu Văn đã dẫn 400 chiến thuyền, chở 200 quân vượt sông, vừa hò reo quát tháo, vừa đánh vào trại giặc. Trận đánh đã mở màn, gian liền nguyên sứ hoạt động hẳn lên và tin tức cứ thế mà nối nhau báo về. Quân ta đã giao chiến cùng quân giặc, tống binh bị chết rất nhiều, tiền quân Tống Triều đã tháo chạy vào trong núi. Chủ tướng Quách Quỳ của giặc đã tự dẫn đạo thân binh của hắn ra ứng cứu, thấy cả hiệu cờ của các tùy tướng Yên Đạt, Lý Tường, Diên Chủng. Lý Thường Kiệt rút ra một cây lĩnh tiễn, truyền cho hai hoàng tử không được ham đánh, hãy giặc có thêm diện binh kéo tới thì phải lui quân. Lính chạy hiệu từ ngoài liều trận, phóng ngựa lao đi như tên bắn, trong khi từ phía thị cầu, tin tức vẫn chạy ngược trở về. Quân ta đang tiến sâu vào đất giặc đã cướp được một lá cờ tướng. Chủ tướng Quách Quỳ đã phải cho gọi thêm quân của Triệu Tuyết đến ứng phó. Đôi mày nét mát của Lý Thường Kiệt thoáng giãn ra khi nghe tin này, nhưng rồi lại cao lại khi có tin báo tiếp. Xuất hiện hai đạo kỵ binh của giặc, cờ hiệu dẫn đầu mang tên các tùy tướng Trương Thế Cự và Dương Mẫn. Lý Thường Kiệt rút nhanh cây lĩnh tiễn thứ hai, truyền cho hai hoàng tử tránh kỵ binh của giặc mà đưa quân trở về. Giặc là phải tung ra những đạo binh tinh nhuệ lợi hại nhất của chúng. Như vậy là đòn đánh dứ bằng chính binh của ta đã có hiệu quả. Chỉ còn ngại là các tướng trẻ của ta quá ham đánh mà không tính đến tổn thất. Lý Thường Kiệt lại chọn lấy cây lĩnh tiễn có dấu hiệu khẩn cấp nhất mà truyền lệnh. Hoàng Chân, Chiêu Văn phải lập tức lui quân. Trời đã ngã về chiều, trận đánh mở màn có thể kết thúc. Lý Thường Kiệt với chiếc ghế hổ bước ra cửa liều trận phía đông. Nơi trận đánh vừa nổ ra, nền trời bỗng đùng lên một đám mây đen mỗi lúc một lớn. Dưới nền trời vần vũ đó, một bóng ngựa phi như tên bắn trở về. Lý Thường Kiệt bước vào liều và nghe được một tin báo dữ dội. Quân ta đã trở về bờ Nam Ngạn, nhưng chiến thuyền của hai hoàng tử đi sau cùng bị trúng đạn từ máy bắn đá của giặc. Các hoàng tử và đội thân quân đều chìm theo thuyền. Trận đánh lẽ ra đã thành công lớn, nhưng nếu không có tổn thất này, nhưng Lý Thường Kiệt chỉ yên lặng một lúc rồi đánh nét mặt lại, rút một loạt lĩnh tiễn. Ông truyền cho các đô tướng của mình đúng giờ tí đêm nay sẽ phải bất ngờ vượt sông xung trận. Lý Thường Kiệt đã quyết định khai thác ngay những thuận lợi mà trận đánh mở màn vừa tạo ra, và cũng là để trả thù cho những người vừa hy sinh vẻ vang cho hiệp đánh cuối cùng này. Lệnh truyền xong, diện nguyên sứ Lý Triều chậm rãi tiến ra cửa lều và đi thẳng đến chỗ bố trí đám thân quân của mình. Đêm ấy, nguyên sứ Lý Thường Kiệt đã thân chỉ huy đạo kỳ binh ở phía mặt trận Như Nguyệt, đánh trúng vào quân danh Triệu Tiết rất đúng lúc và đúng dự định. Đòn sấm sét từ chính tay ông giáng xuống lũ tống binh đang hí hửng khảng tảng sau trận đánh ở phía mặt trận Thị Cầu đã dẫn đến kết quả ghê gớm, quá nửa quân danh Triệu Tiết bị tiêu diệt. Và sau trận ấy, cũng đúng như dự kiến thiên tài của diện nguyên sứ Lý Triều, cả đạo binh diễn chinh của Tống Triều đã bỗng rủng xung động. Không sao gượng lại nổi, nên đã buộc phải cuông cờ, rùng rùng rút chạy khỏi cõi bờ Đại Việt. Ra khỏi cuộc chiến tranh chống Tống, với dòng hào quang chiến thắng quanh Dương Miện, Dương quốc Đại Việt sải chân bước nhanh trên con đường cường thịnh giang hiến, vua Lý Nhân Tông cũng trưởng thành. Và ngày càng tỏ ra là một hoàng đế trị vì có bản lĩnh. Đã đến lúc hoàng thái hậu Ý Lan phải cuốn lá rèm vẫn ngồi nhiếp chính ở đại điện Càn Nguyên để lui về cấm cung yên hưởng hạnh phúc nhàn tản của người làm mẹ vua. Tể tướng Lý Đạo Thành già yếu đã mất 5 năm sau ngày chiến thắng. Giữa triều đình chỉ còn lại Đôn Quốc Thái Quý Lý Thường Kiệt giờ đã lên hàng lão thần đáng trọng vọng với tuổi 63. Và càng được trọng vọng bởi công lao không ai sánh nổi trong suốt những tháng năm hết lòng dựng nước và giữ nước vừa qua. Uy tín của vị lão thành ở giữa triều đình khiến sự trị vì của nhà vua 17 tuổi Lý Nhân Tông có phần kềm chướng. Nhận thấy vùng đất phía nam của địa bàn Đại Việt khi ấy cần phải mở mang, gây dựng cho kịp cho miền đất quanh kinh kỳ, hoàng đế Lý Triều quyết định đổi vị lão thần của mình vào trị nhậm lâu dài ở nơi xa xôi đó. Cả triều đình ngơ ngác bàng hoàng trước quyết định của nhà vua, nhưng triều thần chỉ thấy quan Đôn Quốc Thái Quý không chút nề hà, đã vui vẻ rời kinh thành ra đi. 19 năm vào sống ở Thanh Hóa, Lý Thường Kiệt đã làm thay đổi hẳn miền đất này.
tài năng, đức độ và sự năng nổ của một nhân vật từng trải nhiều năm, đảm nhiệm những việc trọng đại của cả một quốc gia, hẳn thừa để giúp ông thi thố những công đức chỉ trên một miền đất nước như miền Thanh Hóa. Tuy vậy triều đình vẫn trông ngóng ông, Thăng Long mong đợi ông, và tòa phủ đệ ở đường Thái Hòa cũng chờ đợi ông. Cho đến một ngày, tòa phủ đệ ấy sau 19 năm vắng lặng, bỗng nhiên lại tấp nập những bóng thợ thuyền và lính tráng vào ra dọn dẹp sửa sang, tô điểm gấp gáp những chỗ đổ nát, vỡ hỏng ở trong nhà ngoài giường. Người thợ mộc già ở phường Thái Hòa, cùng quê và cùng tuổi với Đôn Quốc Thái Quý, dĩ nhiên cũng sẽ có mặt ở tòa phủ đệ dông chẳng xa nhà mình. Ông lão ngoại 80 tuổi, giờ đã già yếu lắm, nhưng mối tình gắn bó tự nhiên với người đồng tuế đồng hương đang kính trọng thì vẫn như xưa. Hồng đồ nghề của ông lão vẫn cùng với bàn tay cầm dùi đục, tuy không còn vững vàng chuẩn xác nữa, nhưng vẫn tham gia mê mải vào đủ mọi việc trong tòa phủ đệ. Và vừa làm việc, ông lão vừa lắng tai nghe ngóng những thợ bạn chuyện trò rôm rã bên bồn hoa trên giàn giáo. Chẳng ai bảo ai mà các câu chuyện cứ dồn lại quanh những điềm gở mà gần đây mỗi ngày lại mỗi thêm nhiều. Chẳng hạn, một người lính tròn mắt kể lại câu chuyện thái sư Lê Văn Thịnh, người thay quan Đông Quốc Thái Quý làm tể tướng ở triều đình, bỗng nhiên đi thi thô phép lạ lọc được ở nước Đại Lý để hóa thành hổ dữ toan hại vua. Một người thợ sợ hãi nhắc lại cảnh trời rung đất chuyển năm dần vừa qua. Một người thợ nữa kể chuyện đi chôn những xác người mắc dịch trăm thìn. Các chuyện lạ cứ râm ran bên tai người thợ mộc già, trong khi ông lão chỉ yên lặng ngẫm nghĩ đây chẳng qua là điềm trời xui khiến để hoàng thượng phải nhớ đến vị lão thần ở nơi xa mà gọi về đó thôi. Quả nhiên đúng như vậy, hoàng Đôn Quốc Thái Quy Lý Thường Kiệt đã nhận được chiếu chỉ của hoàng đế trị vì, triệu về kinh thành sau 19 năm xa vắng. Tòa phủ đệ ở phường Thái Hòa đang được sửa gấp cũng là vì lẽ đó. Trong gian sảnh đường vừa mới được sửa sang lại, Lý Thường Kiệt đang ngồi tiếp chuyện riêng người thợ mộc già cùng tuổi cùng phường với mình. Nép bên ông lão phường Thái Hòa là một cô gái mới 9 tuổi nhỏ mà hết sức xinh đẹp linh lợi. Cô bé lé mắt qua vai ông già mà nhìn viên đại quan đầu triều đường bệ tựa mình vào án thư ở trước mặt. Thân hình to lớn, đôi lông mày nét mát trên gương mặt phương phi vẫn là bóng dáng diện nguyên suý trên chiếu lũy sông cầu từ năm xưa mà cô bé hằng nghe truyền tụng. Duy chỉ có đầu tóc và bộ râu ba chòm dài mượt đến rốn của vị lão thần thì đã bạc trắng như cước rồi. Tiếng người thợ mộc già run run nói với Lý Thường Kiệt: "Tôi thì đã xuông sức quá thể, cho nên lần ra quân đánh giặc này hẳn là không còn dịp để xin cấp giáo theo hầu dưới trướng được nữa. Thật khổ tâm cho tôi, con cháu ruột già chẳng còn ai nữa để cậy nhờ việc này. Mai mà có đứa cháu nuôi đây." Ông lão chỉ vào cô bé: "Cháu nó tên Hoa, họ Trần. Bố nó vốn người Thanh Hóa, từng được gọi ơn mưa móc của quan Đông Quốc Thái Quý khi người trị nhẫm trong đó, nhưng chắc ngài chẳng có dịp để ý đến. Giờ thì cha con ra làm ăn ở phường Đại Bi, ở cạnh phường Thái Hòa ta đây. Cha con nó biết tôi là chỗ có thể thưa chuyện với quan Đông Quốc Thái Quý, nên mới cậy tôi trình với ngài để xin mở lượng cả cho cha con nó cùng được tòng chinh phen này. Tôi biết đây là việc khó vì cháu nó là phận gái, nhưng thay cha con nó quá tha thiết, nhất là con bé thì cứ sôi lên vì chuyện đánh giặc, nên thân già này dù sao cũng thấy ấm lòng, coi như coi nó để thay cho phận mình đóng góp với nước non." Lý Thường Kiệt lặng người bên án thư trước sự việc lạ lùng mà đầy hào khí đó, không thể nào từ chối những tấm lòng nhiệt tình như thế. Ông để cho hai ông cháu người thợ mộc tạm ra về, rồi sau đó bước lên chiếc cán gấm màu tía vào triều với tâm trạng bừng bừng cảm kích. Vua Lý Nhân Tông hôm nay mở đại triều ở Điện Càn Nguyên để nghe đình thần nghị bàn về việc ra quân đánh giặc ở biên giới phía Nam. Đây cũng là điều mà thiên hạ đang xốn xang chờ đợi, bởi từ nhiều hôm trước khi những bông ngựa lưu tinh từ phía Nam sải gió phóng như bay ra khỏi kinh thành, dân chung các phường phố đã nhanh nhảy túm tụm lại để nghe ngóng sự tình. Thế rồi 1 đồng 10, 10 đồng 100, tin dữ cứ thế mà bay đi. Vua Chê Ma Na của nước Chiêm Thành đã động binh vào cướp đất Ba Châu, Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính. Nước Đại Việt bị xâm phạm, chắc chắn là phải có chiến tranh. Thế là không ai bảo ai, mọi người đều rộn rệt thu xếp, chuẩn bị. Việc đã thành nếp rồi. Trong khi đó, việc bàn nghị giữa triều đình cũng đang vào lúc sôi nổi. Một vị văn quan xuất bang, Quỳ Tâu,
Muôn tàu thánh thượng, người chim, động binh phen này, ngoài chim mana là tay kiệt liệt, còn có phản thần Lý Giác ở Nghệ An chạy sang ám trợ. Giác là kẻ học được pháp thuật lạ, có thể biến cỏ cây thành người. Chúng thần rất lấy làm lo lắng, vừa Lý Nhân Tôn từ trên bệ ngọc chào mài phán. Vậy trẫm muốn hỏi các khanh xem ai là người có thể dẹp yên được giặc. Câu hỏi vừa bay ra, các trăm cặp mắt trong tòa đại điện đều đổ dồn về cả chỗ Lý Thường Kiệt, râu tóc bạc phơ, đang đứng sừng sững như một cột trụ ở đầu hàng văn võ ba quan. Từ võ ban, một bóng người quỳ xuống. Muốn tâu bệ hạ, việc này phi quan đôn quốc thái quý thì không một ai lo nổi. Vua Nhân Tôn từ trên bệ ngọc là chao mài, quân giặc là tay kiệt liệt. Vì thế phải chọn tướng trẻ mà cho đi đánh đó. Thường Kiệt giữ diệt binh lâu năm, nay đã già rồi. Nếu bây giờ trẫm lại giao cho diệt binh thì không đành lòng. Trẫm muốn đãi kẻ lão thần. Cả gian điện yên lặng, một không khí yên lặng nặng nề kéo dài. Chính lúc ấy, Lý Thường Kiệt từ từ rời khỏi chỗ đứng, tiến ra giữa sân rồng. Đã có lệ miễn quỳ lại cho các đại thần trên 80 tuổi, thành ra vị đôn quốc thái quy râu tóc một màu trắng toát, chỉ vòng tay giơ cao trước mặt mà cất giọng sáng sáng. Muôn tâu thánh thượng, tôi vốn là kẻ đã tự rèn cho mình cái nghiệp của người làm tướng. Trước đây mấy lần ra quân, tôi may mắn được thành công. Đó là nhờ đức thiên của bệ hạ và sự gắng sức của các tướng thần. Nay lại nhờ ơn nước, tôi được giữ vào hàng ngôi cao lộc trọng. Thế mà nếu cứ ngồi yên xem giặc kêu rong, thì tôi có chết cũng nhất định không nhắm được mắt. Đưa bàn tay gân guốc vuốt mạnh chồm râu bạc, Lý Thường Kiệt bừng bừng nét mặt. Đưa cặp mắt sáng quắc nhìn khắp hàng bá quan văn võ, cả triều đình nhà Lý bàng hoàng đứng lặng, chỉ có vua Nhân Tôn lật đật bước xuống chín bậc thềm rồng, cảm động nắm lấy bàn tay vị lão thần. Việc chọn tướng đi đánh giặc như vậy là đã được quyết định. Triều đình nhà Lý và kinh thành Thăng Long lại một lần nữa đưa tiễn Lý Thường Kiệt ra đi, trong lễ xuất quân long trọng mà hào hùng. Sau khi thân dắt cổ xe trận của vị nguyên soái đi một quãng đường, vua Lý đã trở về hoàng cung. Bây giờ đã đến lúc quan đôn quốc thái quý xuống xe lên ngựa. Hai người lính hộ vệ thân tín đỡ vị lão tướng trèo lên lưng chiến mã. Dưới lá cờ suý mang một chữ Lý cực lớn. Lý Thường Kiệt lẫm tay cương cho con ngựa bạch cao lớn thông thả gõ móng, dẫn đầu đoàn quân gươm giáo sáng lóa trùng điệp kéo đi. Nhìn người lão tướng dương mình trên lưng ngựa, râu tóc giáp trụ và sắc ngựa một màu trắng toát, nhiều người dân kinh thành cảm động không cầm nổi nước mắt. Phải, con người lại một lần nữa ra đi kia, thật đã suốt một đời chẳng biết nề hà gì, cần hy sinh một phần thân thể cũng như cả gia đình và dòng dõi riêng tư để cho được việc lớn. Con người đó đã chẳng nề hà, cần phải đảm đương những việc tày trời. Trong lúc dẫn nước như nghìn cân treo sợi tóc, con người đó cũng chẳng nề hà, vinh quang đã đến tột đỉnh, nhưng cần phải rời bỏ cái danh vị lẫn chức quyền. Con người đó cũng chẳng chút nề hà. Và bây giờ, gần chót cuộc đời, nhưng khi cần phải bảo toàn bờ cõi, con người đó lại cũng chẳng hề nề hà. Nhìn vị lão thần suốt một đời tận tụy vì non sông đại việt đang xa đi chinh chiến như thế, con người đã quay mặt gạt thầm những giọt nước mắt thương cảm, cho khỏi sai mũi ra quân. Trong khi đó, vị lão tướng vừa chẳng 85 tuổi vẫn vững vàng trên yên ngựa, nhìn thẳng về phía trước, dẫn đầu đoàn quân chảy đi, không phải để ý nhiều. Lý Thường Kiệt cũng biết rõ lòng dân đối với mình. Vị lão tướng còn biết chắc rằng trong đám đông chen chúc tiễn mình kia, thế nào cũng có mặt ông già thợ mộc phường Thái Hòa, suốt đời gắn bó với mình như hình và bóng. Vị lão tướng cũng còn biết rõ là trong hàng quân dài dặc đằng sau lưng mình có cả cô gái nhỏ tên Hoa, từ đây cũng bắt đầu gắn bó với cơ nghiệp của mình, nên đã được lệnh cải trang thành con trai để cùng cha theo quân ngũ ra trận mạc đánh giặc như sở nguyện. Nghĩ về những con người như thế của các thế hệ dân Đại Việt đang ở quanh mình, vị lão tướng thấy mình hoàn toàn có đủ sức mạnh để giành toàn thắng trong trận này.